Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một cách kiếm tóc cành cũng như là cái nhiệm vụ miễn phí, đó chính là Barbie Dot nha. Thì anh chị mình trước khi làm cái kèo này thì em sẽ đưa cho mọi người một số cái thông tin để mọi người tham khảo nha. Thì mọi người vào Twitter đi, mọi người gõ giùm em cái chữ Barbie Dot con nè. Và chúng ta làm cái lần này là lần 2 ha. Thời gian họ trả về cho chúng ta là vào ngày 15 tháng 1 năm 2022. Rồi mọi người gõ, mọi người thấy Barbie.com mà có dấu tích màu xanh là nó đấy mọi người. Thì hiện tại nó có 664.948 người theo dõi ha. Rồi, ở đây nó sẽ có một số thông tin cũng như là cái gì liên quan đến cái vấn đề này thì anh chị cứ vào để kiếm. Rồi bây giờ như thế này, họ vừa đốt cháy số lượng con tương đương là 11,5 triệu đô la được gửi vào quý ha. Quý này là một khi họ đã gửi vào là họ không có rút ra được nha mọi người, họ khóa đó, hay còn gọi là đốt tóc cành đó. Rồi cái vít thứ hai đây nè. Thì đốt trong 20 phút, USBSC ước tính khoảng 5 triệu phần tư Barbie Dot bị đốt cháy trị giá 11 triệu đô la. Thì họ có trong web, họ có số liệu nè, mọi người cứ vào tham khảo. Thì đốt cái này là sao? Tức là khi mà họ cho chúng ta làm nhiệm vụ miễn phí đúng không? Thì cái số lượng con nhiều mà cái số lượng người tham gia ít, hoặc là chúng ta tham gia mà chúng ta làm không đúng cách đó, thì chúng ta sẽ không nhận được. Và cái số lượng con đó nó sẽ đốt cháy là nó chuyển vào cái ví, thì sau này cái ví đó chúng ta không có rút ra được. Thì như vậy cái số lượng giá của nó mới cao nha mọi người, tức là giá nó càng ngày càng cao đó. Nên là em khuyên mọi người nên chúng ta xem cái video này được thì chúng ta làm đi. Và em cũng nói luôn, mình làm nhiệm vụ miễn phí á thì được thì ăn cả, còn ngã thì mình cũng không mất gì ha. Anh chị cứ tham khảo, được thì làm đó. Chứ không phải kèo nào cũng 100% đâu, có khi cái kèo đang làm giữa chừng nhưng mà nó báo scam cái là chúng ta cũng không có được nhận, nên là mọi người lưu ý. Đó. Và anh chị mình cứ làm, có khi chúng ta giàu không hay, cái đó là em chia sẻ, em nói thật. Và em vào em chia sẻ cho mọi cái giá của Barbie.com như thế này ha. Nó là mạng của chúng ta, có hai cái quý để chúng ta chuyển về, tức là hai cái mạng, một cái mạng là Ethereum và một cái mạng là của Smart Chain B20. Đây mọi người, Barbie.com nè, mọi người nhìn ha, giá Barbie.com, ký hiệu của nó là Barbie.com. Giá hiện tại là 0,00005328. Giá này cũng tương đối ngon nha mọi người. Đó chỉ lít sàn thôi, chứ lít sàn là cái số 0 này nó sẽ thay thành mấy số nữa, tức là nó nhân 500 nhân 1000 thì ngon. Đây mọi người, nó có hai cái địa chỉ mà chúng ta có thể lấy nè ha. Rồi. Đó. Em vào đây để cho mọi người nắm thêm cái thông tin của nó. Đây. Vốn hóa thị trường, rồi vốn hóa nè, khối lượng nè. Đó mọi người xem như thế này nha mọi người. Rồi. Thì bây giờ anh chị xem cái video này, chúng ta nhấp vào cái ở dưới đó, cái phần mô tả đó, thì sẽ đưa mọi người đến một cái trang để chúng ta làm nhiệm vụ. Và em làm thì em đã làm rồi nhưng mà em sẽ hướng dẫn lại mọi người nha. Thì đưa anh chị đến cái trang này nè, chúng ta nhấp vào cái chữ xa thì nó sẽ hiển thị như thế này nha mọi người. Rồi đem copy em làm chậm chậm cho anh chị xem. Anh chị lưu ý đó, chúng ta làm bất cứ một cái kèo nào, nhiệm vụ nào thì mọi người nên xem hết một cái video của người ta một lượt, và đặc biệt không xả, để chúng ta hiểu tổng quan rồi sau đó chúng ta mới làm. Chứ mọi người vừa làm mà chúng ta vừa xem hoặc là chúng ta xả thì mọi người sẽ không hiểu, mà không hiểu thì chúng ta làm không có đúng, mà không đúng thì chúng ta không có được nhận, rồi quay lại trách em là làm scam hay là làm không có trả về này kia, cũng tội cho em nha mọi người. À, em đã làm rồi nên nó để là bạn đã là người dùng của bot này rồi, thì xin chào Hùng Tỉnh đó. Rồi ha, kêu mình hãy làm cái nhiệm vụ rồi để tham gia nhận nè, 10.000, 10 triệu đó, số lượng là rất là nhiều luôn. Rồi đối với mỗi lần giới thiệu thì 2.500 triệu đồng số Barbie đó, tương đương 40 đô. Rồi thì khi mọi người làm cái này xong thì em sẽ chỉ cho mọi người cái đường link để chúng ta có thể giới thiệu bạn bè chúng ta làm ha. Rồi chúng ta nhấp vào xa đúng không ạ, chúng ta sẽ nhấp vào xa thì đây như thế này ha. Mọi người nhấp vào xa rồi sau đó mọi người nhấp vào cái chữ son ảnh group giùm em, em sẽ copy mấy cái này cho mọi người xem. Nó sẽ nhận, nó sẽ đưa chúng ta đến một cái tin nữa. Tổng số tiền kiếm được cho mỗi người tham gia nếu hoàn thành các nhiệm vụ đó là số lượng 20 đô ha. Số lượng con nó nhiều quá em không nói. Tiền thưởng cho mỗi lượt giới thiệu là
triệu 2.500 triệu đồng số 3 bi, tương đương là 40 đô. Rồi chúng ta phải tham gia mấy kênh của họ ha. Thì anh chị mình nhấp vào những cái kênh là Zone Out, Telegram, Channel. Mình nhấp vào đây hết đi mọi người. Đó, chúng ta nhấp vào cái này. Mọi người chưa tham gia thì tham gia, hoặc là nó để chữ Zone thì mọi người nhấp vào chữ Zone. Do em đã làm rồi nên nó sẽ hiển thị chữ mốt này thôi. Rồi chúng ta nhấp hết 4 cái nha. Chúng ta phải nhấp hết tham gia những cái trang này chúng ta mới mới hoàn thành hết được cái nhiệm vụ. Rồi sau đó chúng ta nhấp vào chữ Submit Detail. Thì họ gửi cho chúng ta một cái tin nữa. Mọi người copy dán để vào cái phần Google Dịch á. Cái Google Dịch nào mọi người lên cái CH Play mọi người tải nha. Nếu mà chúng ta máy Android còn máy iPhone thì vào cái App Store chúng ta tải đi nó cho nó tiện mọi người. Rồi chúng ta dịch ra thì họ nói là tham gia kênh của chúng tôi và gửi tên người dùng của bạn. Tức là anh chị nhấp vào cái chữ channel này chúng ta tham gia rồi, sau đó chúng ta quay lại và mọi người nhập cái chữ A cộng Hùng Tĩnh 1993. Cái tên là cái tên Telegram á, em cũng thường nói hoài đó. Chúng ta vào cái dấu ba gạch này. Chúng ta nhấp vào cái chữ setting hay là chữ cài đặt đó. Mọi người thấy không? Cái A cộng Hùng Tĩnh 1993 nè, cái chúng ta nhấp vào chúng ta copy. Tên này mới đúng nha, còn cái tên Hùng Tĩnh Nguyễn trên là không phải nha mọi người. Anh chị mình lưu ý nha. Rồi, nhấp vào A cộng Hùng Tĩnh 1993. Sau đó nó sẽ gửi cho chúng ta một cái tên nữa. Một cái tin nhắn nữa. Xem coi chúng ta phải là người thật hay không. Tham gia kênh quảng cáo của chúng tôi, gửi tiền, gửi tên người dùng ha. Tức là sao mọi người? Tức là mỗi cái mà chúng ta tham gia cái này nè, họ yêu cầu chúng ta phải xác minh lại là cái tài khoản của chúng ta đăng ký. Tức là tài khoản chúng ta tham gia thì mọi người ở trên đó thì sao? Chúng ta copy lại. Chúng ta dán thôi. Sau đó chúng ta gửi cho họ thì họ sẽ gửi cho chúng ta một cái tin là như thế này. Tới đây là đã gần hoàn thành nè mọi người. Gửi địa chỉ bếp 20 của bạn, chuỗi thông minh Binance. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ ví này trên MetaMask và Chainwallet nó. Thì hai ví, MetaMask và Chainwallet, ví nào cũng được, nhưng mà em làm cái ví Chainwallet để cho mọi người nắm hơn ha. Rồi, thì cái mã contract này và cái mạng này chúng ta lấy ở đâu? Thì em sẽ có để dưới cái phần mô tả hết, mọi người yên tâm nha. Nhưng em vào cái này thì em sẽ cho mọi người coi. Đó. Thì sau khi mà anh chị mình lấy cái mã contract ở dưới cái phần mô tả của cái video này á, chúng ta thoát ra. Chúng ta vào cái chat với lợt. Rồi, chúng ta nhấp vào cái dấu tròn ở trên phía bên phải nè mọi người. Phía bên phải chữ đô á, chúng ta gõ bất kỳ một cái gì ký tự gì đó. Rồi chúng ta chờ cho nó để tự thêm các đồng tiền mã hóa chúng ta nhấp vào. Cái mạng lưới Ethereum này chúng ta chuyển thành Smart Chain BNB. Chúng ta dán cái địa chỉ hợp đồng hồi nãy chúng ta copy á. Rồi chúng ta nó sẽ hiển thị ra. Đây, Barbie.com, ký hiệu là Barbie, số tập văn là 9. Anh chị mình nhấp vào chữ làm xong giúp em nha. Rồi chúng ta nhấp vào cái mũi tên nhận đây. Rồi chúng ta nhấp vào cái sao chép, quay lại. Rồi chúng ta dán cái địa chỉ này, chúng ta vừa sao chép vào ha. Đó, như em là cái địa chỉ ví. Thì họ để là congratulations, là họ chúc mừng coi như là ok nè. Chúng ta sao chép lại. Chúng ta đưa qua cái Google Dịch, chúng ta dán tiếp. Xem họ nói gì. À, chúc mừng Hùng Tĩnh, bạn đã nhận nè. 10.000, 10 triệu, bạn đã nhận được 10 tỷ Barbie.com để hoàn thành nhiệm vụ Unrob. Kiểm tra số dư, vui lòng nhấp vào tùy chọn số dư. Lưu ý, nếu bạn tổng hợp bất kỳ thông tin sai, vui lòng nhấp vào xa để ghi gửi lại chính xác. Đó, nếu anh chị làm sai á, thì chúng ta nhấp vào chữ xa này. Ha, còn nếu chúng ta làm đúng thì thôi. Rồi, tới đây. Mọi người nhấp vào cho em cái lệnh là withdraw. Mọi người không nhấp cái lệnh rút này là chúng ta không nhận được tiền, là họ không có chuyển về chúng ta. Tức là chúng ta có làm mà chúng ta không muốn nhận á, thì cái số lượng coin đó họ sẽ đốt bỏ. Rồi vào rút tiền sẽ có sẵn vào ngày 15 tháng 1 nha, vui lòng đợi. Đó. Rồi anh chị nhấp vào chữ referral link. Cái này là sao? Là cái đường link để mọi người giới thiệu cho mọi người khác để chúng ta ăn cái phần trăm rep á, kiểu như vậy á. Đó, anh chị nhấp vào nè. Xin chúc mừng nè, chia sẻ liên kết này với bạn bè của bạn và kiếm được 2 triệu 2.500 triệu Barbie.com, tương đương giá hiện tại là 40 đô nha. Đó, bạn chỉ nhận được phần thưởng nếu những người giới thiệu của bạn hoàn thành các nhiệm vụ bắt buộc. Đó mọi người. Rồi, chúng ta chỉ còn mà ngồi chơi xơi nước thôi. Như em hiện tại là có 8 người đăng ký rồi nè. Đó. Em thấy khá là ngon nha, nên em giới thiệu cho mọi người. Thì anh chị cố gắng lên. Mình làm miễn phí mà, tội gì không làm. Con số người á, làm miễn phí thì không chịu mà bỏ tiền ra mua. Mà em đã cũng khuyên rồi, cái dự án nào á, mà nó cho làm
thành drop miễn phí thì hạn chế mua đi, mua chi rồi sau này than. Ai biết nó làm gì, nó mua, nó huy động, nó bán giữa chừng rồi nó lại scam, rồi nó mất tiền trắng hết trơn rồi sao. Là, nên là chúng ta không nên, chỉ làm nhiệm vụ thôi. Được thì ăn, không được thì thôi nha mọi người. Rồi, video của em đến đây là kết thúc nha. Mọi người nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ em. Cái nhất, cái thứ hai nữa để có thêm một số cái kèo để chúng ta kiếm tiền trên chiếc điện thoại của mình nha mọi người. Rồi, em xin phép dừng video tại đây nhé.